nhớ công chúc phép nuôi cò đến khi cò lớn cò giò cò bay. Mỗi lần ai đi cò ra dạ. Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi dạ. Sao nữa? Nhớ khi đi ngược về chui dạ. Mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được cò dạ. Nó đi vậy nó mà ở đâu cả. Lắm mà cũng điện về mẹ mà khỏe không mà biết nhiêu. Không có gì mình điện nó không bắt lấy. Thì cái nói giờ giữa nó lại với tôi chọn ai nhỏ này nó chọn mẹ chứ chồng nay không có mời kiếm có cho mẹ kiếm không được. Dạ cô ơi, thì cho phép mấy anh em con á hôm nay thì mấy anh em con cũng đến đây để tìm hiểu cái câu chuyện của bà Tư. Hằng ngày thì đi hái bông điên điển rồi phải tự mưu sinh như vậy á cô. Thì ở đây thì cái vùng thôn quê á, tụi con cũng không biết mà tìm hiểu ai để mà rõ hơn câu chuyện á. Thì gặp cô thì cũng mừng quá. Thì cho phép anh em con hỏi một chút về cái hoàn cảnh của bà Tư ở đây thì như thế nào hả cô ạ? Bà Tư đó thì bà cũng rất khó khăn mà thấy bà già, bà sống neo đơn, thấy mình nên bà cũng tội nghiệp. Cũng bà bệnh hoạn nhiều khi sớm chờ người ta cũng giúp đỡ cho bà. Rồi con gái thấy vậy đó, rồi con gái về đó nuôi bà mấy tháng nay vậy đó. Con gái về là sao cô? Con gái ở có chồng ở Sóc Trăng á. Rồi người ta hỏi vậy chứ giờ chọn ai, nó nói chọn mẹ. Rồi giờ cũng như chồng, hai chồng chia tay rồi giờ về nuôi mẹ vậy đó. Trời ơi. Ừ, về nuôi mẹ. Là đánh đổi cái hạnh phúc để về báo hiếu cho mẹ. Giờ thấy mẹ giờ đi hái từ bông điển vậy đó, rồi con về. Rồi cũng như lo cho bả tiếp cơm nước vậy đó. Thấy bả vậy chứ thấy tội nghiệp, bà Tư cô đơn nó thấy bả tội nghiệp lắm. Rồi lúc trước mà lúc mà chị chưa về thì bà Tư sống một mình trong đó, trong căn nhà đó. Thì bả sống mình nên vậy đó. Con trai đi mất tiêu luôn. Đi giờ đâu có nhà đâu. Nghe nói là xưa bà Tư có giàu lắm đúng không? Giàu mà bây giờ con khóa của rồi. Bây giờ bà bỏ con bỏ sân sơ sắc sở sống mình neo đơn vậy. Rồi cũng nhờ sớm chồm tới lui bệnh hoạn cũng nhờ sớm đưa. Rồi thấy vậy rồi con cái bây giờ còn có mình nên mẹ già. Con gái về báo hiếu cho mẹ. Nghe câu chuyện là con gái phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình để về báo hiếu cho mẹ. Mình thấy sao xót không cô ha. Không biết phải giống như là chắc chồm sớm mà nghe vậy cũng thương. Rồi bởi vậy mình cũng thấy thương mình, người dân đây còn thương bả, nó chi ở người ngoài mà trong trong ruột. Mình thấy bả là rất là thương luôn. Bả già mà 87 tuổi mà từng tuổi đó mà bả sống đi hái từ cái bông điên điển mà để bán mà nuôi cái thân mình. Chứ giờ con gái thì thấy bả thấy tội nghiệp thì về nó bỏ bả đâu có được. Về báo hiếu cho mẹ mà. Bà Tư này là được mấy người con hả cô? Có hai người con. Hai người con mà một người con gái thì người Úc. Vì cái chữ hiếu bỏ cái gia đình của mình để về lo cho mẹ. Còn người con trai? Người con trai thì giờ đi lưu lạc không biết đường. Đúng không. Ra là người con trai phải lo cho mẹ nhiều hơn đúng không? Thì đó. Con trai phải về báo hiếu cho mẹ mà giờ đi không biết tìm luôn mà không có điện thoại liên lạc luôn. Người con trai đó có gia đình không cô? Có. Có cháu nội, có con rồi, có cháu nội, bà có cháu nội mà. Là lúc xưa giờ là có vợ rồi là không có ở gần bà Tư này nữa là đi riêng luôn. Đi luôn. Bây giờ chỉ còn có cái nền nhà với ở xè, còn mấy cái mương rỗng là tỉa bông điển đó thì có bông điển điển có bông đó thì bà hái. Bà hái rồi ngày cũng 2-3 kg đó thì bà bán 1 kg có 20.000, 30.000 gì đó. Thì anh em con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã chia sẻ một ít thông tin chính xác. Tại vì tụi con cũng ở xa lại. Con muốn tìm hiểu kỹ để mà mình chia sẻ lên trên cộng đồng mạng á. Để mà giúp cho bà Tư. Cho nên là tụi con cũng chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Để anh em con di chuyển lại nhà bà Tư để xem cái cuộc sống của bà Tư như thế nào. Tụi con cảm ơn cô. Và hiện tại thì mấy anh em tới nhà bà Tư á, thì được người con gái của bà Tư nói là bà Tư đi ra ngoài phía sau bẻ điên điển. Dạ con chào bà Tư. Dạ con chào bà. Con chào bà Tư nha. Dạ. Mẹ
chào mấy cậu á. Dạ. Trời ơi, hồi nãy con hỏi mấy con hàng xóm nè, rồi mấy con hàng xóm chỉ nhà bà Tư nè, rồi anh em con hỏi đường lại đây. Ừ. Dạ. Ngày biết mẹ ăn hết hỏi rồi. Mà cô qua dạ. Tháng con lại con nói tụi giật mình á, trời nay lên căn đồng mà ăn đồ dưới. Dạ, dạ. Ôi, đâu hả? Dạ. Dùng một tiếng chứ đâu. Dạ. À, bà Tư bẻ hồi nào tới giờ mà cái cây chuỗi lũi hết trơn rồi? Bẻ hồi khuya. Ủa? Là... Ngồi phía sao thấy đường bẻ bà Tư? Có đèn đổi, mình đổi cái đèn. Ồ, mất đổi cái đèn nha. Ừ. Dạ. Trời ơi. Rồi bà Tư bẻ được bao nhiêu? Rồi sao mà hồi phía là... Rồi bây giờ bà Tư ra bẻ nữa hả? Ừ, bẻ hồi sáng bán hết rồi, giờ mới bẻ cái này mới trút ra đó. Dạ, hồi sáng bán được nhiêu rồi bà Tư? Mờ giờ coi. Nãy 30 ngàn. Nhưng 60-70 chiều ạ. Thôi bây giờ con dìu bà Tư qua bên đây ngồi nghỉ ha. Rồi mấy bạn nói chuyện với bà Tư sao ha. Dạ dạ, cho bà Tư kiếm chỗ nghỉ xíu đi. Bà Tư hỏi mấy ông quay chưa kìa. Trời ơi. Mấy ông xuống rồi, mấy ông quay luôn rồi. Đúng rồi. Qua đây bà Tư. Dạ, con xin lỗi bà Tư nha, con cho con xin phép. Nãy giờ chưa có xin phép. Trời ơi, bà Tư hỏi quay chưa. Dạ, hồi nãy con rồi, quay luôn rồi. Bây giờ ngồi đi. Dạ. Trời ơi, bà Tư ngồi xuống đi. Cũng đi chân không nữa. Con mang dép vô bà Tư. Ờ thôi cái thao này dép đi chút quà té hoài. Nãy giờ bà Tư tưởng là anh em mình chưa có quay. Dạ. Rồi bà Tư thiết kế cái túi vậy để đựng á hả? Ừ, may cái túi gì mình để đựng nè. Dạ. Dành quay may rút vô. Vậy mình lấy gì mình để em bỏ vô nó dễ. Dạ. Để nói ra cho mát đi bà Tư. Bà Tư năm nay nhiêu tuổi vậy bà Tư? 87 rồi. Ừ, 87 tuổi mà còn đi bẻ bông điên điển được. Chứ không mà mần giờ mình sống. Dạ. Chứ không mần không có ruộng, không có rẫy, không có ruộng rồi. Mà không mần thì chết. Dạ. Rồi này bà Tư bẻ điên điển này là của ai? Điên điển này của tôi, con gái tôi đó. À, chồng được mấy bụi đó hả bà Tư ha? Mới có nhiêu đây nè, bẻ. Vậy mà bữa cũng kiếm 170-180 ngàn sống được. Ồ, dạ. Sống gai, đừng đau, nhằn đau không được nha. Nhưng mà ngày nào cũng có hay là sao ngày bà Tư? Có dân. Khuya thì 1 giờ, 12 giờ đi bẻ. Trời ơi. Bẻ rồi cái một lượt sáng bán hết rồi, cái đợt này mới bẻ sau nè. Dạ. Nhưng mà có một cái là hơi cực đúng không bà Tư ha? Cực là một điểm cực lắm. Dạ. Bà Tư nói, không nghĩ rồi, nghĩ chậm điểm mà cực quá. Dạ. Mà không chồng không có nghề nào mình làm được. Dạ. Đi mần mướn ta đâu có mướn già, ta không mướn đâu. Mà không nổi cái lên cái xuống hư gãy là trồng ớt, nhưng mà đi bẻ ớt mướn người ta nó không cho, người ta nói bà té gãy hết trơn tôi không cho. Vậy là bà Tư cũng có đi xin người ta bẻ luôn nhưng mà ta không muốn mình. Là đến đỏ cho người ta bẻ đâu hết trơn, mình xách thùng ra đi bẻ, người ta nói thôi bà ơi vô nghỉ đi rồi bẻ té gãy hết cho tôi bà ơi. Dạ. Không cho. Cái tuổi của bà Tư là 87 tuổi rồi, nhưng mà con cái không lo cho mình thôi. Con cái nó cũng lo, mình cũng hai đứa con hả, thằng trai thì con trai nó nhà nó đó vậy mà nó không có lo. Nhà gần đây hết á bà Tư? Đó, nhà đó đó. Mà bỏ nhà nó đi mần đi đâu rồi. Ừ. Nó không có lo cho mình. Tại đứa nó không có lo, còn dạ. Nhỏ này thì nó lo cho tôi, chồng nó không vừa ý. Dạ. Đau làm bệnh viện á, nói cô với anh em nè, làm bệnh viện á, thì đi nuôi thì nó chữ. Thành ra nhỏ này nó phải bỏ về đây nuôi, giờ chọn mẹ không chọn chồng rồi. Ý là chọn mẹ không chọn chồng. Mẹ không chọn chồng. Vậy là hồi nãy con xin phép bà Tư, hồi nãy anh em con có ra ngoài hỏi bà con chồng sớm ngoài kia, thì bà con chồng sớm nói là chỉ thà chỉ chọn mẹ chứ không chọn chồng. Ừ, thì chọn thì thằng kia nói giờ giữa nó lại với tôi chọn ai, nhỏ này nó chọn mẹ chứ chồng nay không có mơ kiếm có cho mẹ kiếm không được. Dạ. Yeah. Khi mà bà Tư nghe ra chị nói cái câu đó thì bởi vì nói không, mấy cậu nghe con tôi mà ngoài đồng tối ngày tôi núp lỗ cửa tôi dòm về trông cho nó mệt cái gì nó ngủ là trốn ra nó giải cỏ giấy chút chiếu hai bà ca cộng nó vậy đó, mấy cậu ra kêu kéo chấm mơ rồi la làng ra sớm nói bà đi đau ai tiền thật xong nuôi nổi sao tiền bạc đâu nuôi. Yeah. Để đó tôi mừng nay không được mơ không được. Đi à bị la lắm không có cho à. Ý là bà Tư thấy con về đây phụ tiếp khổ. Mình cực thấy khổ. Cực khổ mình muốn ra phụ tiếp nhưng mà chị thì sợ bà Tư già yếu sợ đau sợ té. Dạ. Đi cũng hay té lên té xuống chấm mơ mới bước ra mương này té cái đùi. Dạ. Nhưng bà Tư nè, hồi lúc mà chị quyết định về đây mà để ở chăm sóc cho bà Tư đó
để bỏ chồng đó. Lúc đó bà Tư có khuyên chị giống khuyên, như là khuyên dữ lắm đó mà nói ngay nó hai mấy năm sống khổ hai mấy năm mà mấy cậu sống chồng khổ hai mấy năm tôi một lần lỡ mình tôi không ở nhà này nhờ chồng sớm luôn đó đầu trong sống ngoài kẻ cho này cho khi ăn trên xã anh đem gạo chúng cho cũng có chồng sớm người ta cho cũng có ăn rồi cái đó thì nhỏ này hồi đó nó mừng mà mình dương á rồi thấy quá rồi trời về chồng sớm nó tới nuôi quá rồi nó mới về đây ở nuôi mẹ bây giờ chồng nó thì không cho nuôi rồi mà nó không cho nuôi thì chấm dứt chứ không thà chọn mẹ chứ chọn mẹ, không chọn chồng. Thì nó nói vậy nó ngày mặt chồng nó giờ chồng á nay kiếm có mơ kiếm có mẹ tôi kiếm khó kiếm lắm kiếm không được giờ nên nuôi mẹ thì ở thì sống thông cảm được thì sống được còn không thông cảm thì đường ai nấy đi gì mà lúc đó chắc là bà Tư nghe câu đó rồi bà Tư cũng sốc lắm đúng không trời ơi tôi khuyên nó hết sức nó má ơi tôi đầu cục là nghe lời má hai mấy năm nay nó ngày một lần hết chung nghe phong phanh khách cối chúng tôi đuổi về không về bỏ chuồng tôi bơi tôi đưa tới chỗ không nhận mình gái đã rồi con nít mà mình nghe nó sao được không nghe lời bây giờ quá khứ thấy nó quá quá đổi thành ra con tuổi nó còn người con trai thì sao bà Tư trai đây nhà đây nè mà nó ngay nó từ hồi giờ nó còn sống cũng vậy không nuôi không có nói tới hay làm gì làm muốn nói tới không có nuôi không có nói tới vợ nó chết giờ thôi vợ chết giờ mình kể vợ đi mặn đâu mà mướn thế đâu mình dương cần tơ gì đâu dưới nào không điện không điện không mất máy nó có số điện trong nó này mà điện nó không mất máy nó sợ tôi đau điện nó mất gì vậy bà Tư có cháu nội không bà Tư bốn đứa cháu nội đó mà chơi hệ nó về bên nhà đó nó còn không quan tâm mình nữa đâu cha đã không nhận mẹ rồi không nhìn mẹ rồi thêm cháu nội cũng không nhìn cháu mẹ nội nữa. Không ngó tới bà Tư luôn cháu nội mà cháu nội tôi nó nói hùng bạo cái tôi nói mình cứ kiên nhẫn cháu mình con là con bà nội nhà con mình nín gì đấy mình không nói con nghe ai cháu nội vậy nói gì luôn hả nó cháu nó vậy đáng lẽ nó thương mình đúng không thương thôi để con nghe mấy cô ngoài kia nói là những lúc buồn đó là bà Tư hay đọc những cái bài thơ về gia đình đó là những cái bài thơ đó là sao bà Tư cái thơ gì con nghe cái gì hồi nãy cái cô kia nói là bà Tư hay đọc cái bài thơ xúc tép nuôi cò gì đó là bà con nói là bà Tư đi bẻ bông điên điển là bà Tư hay đọc thơ đó là ý nghĩa là sao bà Tư cũng như mà mình nuôi con mà con không nuôi mình cũng như mà kể như là mình xúc tép mình nuôi nó lớn rồi nó ba xúc mà nuôi mình vậy đó bà Tư cũng buồn ha bà Tư nói với con bà Tư cũng cười cũng nhắn cười tươi ha con nhỏ này nó có hiếu mà kẹt chồng giờ chấm dứt đường thôi thấy là đường ai nó biết rồi mấy gì đây nuôi được mấy bé không điển đồ nuôi mẹ chứ cái chị này chỉ có con gì không mà Tư bốn đứa con đó mà giờ con thì nó ngay theo mẹ chơi mà nó đi mần công ty đồ nó sống ở đâu chứ nó không ở đây mà nghĩa là mình bỏ chồng rồi con rồi về ở với bà ngoại luôn chứ không phải là chị này bỏ chồng rồi bỏ luôn con nghe cô chú chị có nghĩa là dắt con về với ngoại luôn bốn đứa con nuôi hết đó thằng đó nhỏ nhất là 7 tuổi mình phải làm cho kỹ để cô chú chị hiểu là về nuôi mẹ rồi bỏ con nữa thì thành ra nó cũng không có trọn vẹn thằng này là con chỉ đi theo chỉ về nuôi mẹ luôn bốn đứa con đưa theo mẹ anh hết trơn mà điều này nó không có ở đây tôi nói bây giờ thằng này nè số đất này thì đất của tôi có công giữ hà mà nó sao cái rồi nó nói tôi lên xã nó tôi già đứng bộ á thì là nó dây tiền không được tao để cho nó đứng bộ cái nó chiếm đoạt luôn giờ về đây tôi nói giờ con đứa nào con tôi cho em mày mớ đất nó ở đây nó sống với nó cho được cái nền nhà cái này nè nhà mua 4-5 thước dài 10 thước vậy đó rồi trồng ít bụi điên điển gì này rồi sống qua ngày thôi bà Tư ha tiền trong cái nhà thì mẹ con ở vậy thôi đàn ơi xả xuống nó biên rồi nó kêu trục vô nhưng khỏi có lộn chút ăn lộ quá thì sụp dưới đây rồi hồi trước đây mà chưa có cái nghề mà hái bông điên điển này thì bà Tư làm cái nghề nghiệp gì con làm nghề gì đâu cậu ở nhà đây vậy nhắm trong đồ ngoài ta có gì đem cho nấy ăn cho gạo lúc đó là người con gái chưa về đó bà chưa Tư chưa về con gái thì còn
nó còn mận ở ngoài Bình Dương ấy, nó chưa về đó. Dạ. Lúc đó nó sớm chồng nó ngay, người ta cũng thương tôi lắm, tôi không mất lòng ai đấy chứ. Có gì nó cho cái nấy ăn. Dạ. Sống mà cho gạo. Lắm khi lên xã xuống cho được 2-3 lần gạo gì đó, 10 kg 2 lần cái gì đó. Dạ. À, bao lâu rồi bà Tư chưa có liên hệ được với người con trai của bà Tư? Nó mới đi đâu tháng nay vậy. Đó. Nó đi rồi nó về, nó về nó đi. Mà không qua thăm bà Tư hả? Có ăn cơm rồi chạy quá. Trời ơi, sao ngộ vậy? Ăn cơm rồi chạy quá ăn vậy thôi chứ không có... Nó ngay, nó cũng không hổn cho mình mà điều nó không lo, nó không nuôi, nó không lời má cho má trăm bạc chưa có. Dạ. Như hơi vô tâm á. Cũng như mà hồi đó thì, hồi lúc vợ nó còn á thì vợ nó cầm tiền chứ nó không có tiền, nó ngay không có 100 bạc. Dạ. Rồi thay tiền đông cho thì bây giờ thì nghèo. Giờ thì coi như con trai con thì nó mần nó sống, mà nó mần nó sống vậy đó. Mình muốn nó cũng chết con thể. Cái nào nó nuôi mình có phước, mình không nuôi thôi. Dạ. Vẽ hồi sáng giờ được nhiêu. Bông điên điển này người ta về ta làm gì ăn mà tôi ạ? Ở đây người ta dũng lẩu, người ta xào đồ ăn vậy đó. Ở đây người ta vừa lắm. Dạ. Một ngày trung bình như vậy thì mình bẻ tầm mấy ký bà Tư? Không nhiều đâu. 4-5 kg, 3-4 kg. Dạ, mà 1 kg thì mình bán được bao nhiêu tiền? 25 ngàn. À, 1 kg thì 25 ngàn. Cần bằng hàng rồi, nó cần cũng 25 ngàn. Bán lẻ ăn cũng 25 ngàn. Rất là rẻ đó. Ừ. Dạ. Em chở 50 ngàn ký, chợ này nè, chứ đừng nói đâu. Dạ. 40-50 ngàn ký là mình, ta bán từ 100 gram, mình kể không được. Dạ. Nhất tí như mua 100 gram phải bán 5 ngàn. Dạ. Chứ bán nhiều, 4 ngàn 5 ngàn. Nhưng mà muốn được cái thao điên điển như vậy á là phải thức từ 2-3 giờ kia. Thằng ơi, chút nó bông dài chút mau, nhiều khi bông ít bông ít bông chút cũng lâu lắm. Dạ. Mà nhiều bởi mà mấy là bẻ lại hôm mẻ còn sót đó. Dạ. Tối nữa chứ cũng còn cây này kia sót rồi nó mới bẻ lại nè. Dạ. Ý là bẻ lại không mà được nhiều đó. Ừ. Là 47 ngàn hả? Ừ. Dạ, 47 ngàn thì mình ăn uống rồi nơi kia thì mình sinh hoạt trong gia đình được bao lâu bà Tư? Lâu thì trời ơi, mẹ không thú ăn gì đâu. Ra hái rau vô luộc. Nhỏ đó thì ăn tương mấy chục hôm nay rồi. À. Tôi ăn mặn. Mà dạ. Luộc rau rồi mẹ con ăn ngủ khỉ vậy thôi chứ ít có khi nó có mua cá đồ gì. Chút đỉnh mua cá bá sa chạy ngang để mua 10 ngàn bạc ăn 2 ngày chứ. Cái thịt đó, dạ. Cái thịt đó. Ăn cũng không có, mẹ con tôi không có ăn. Bà Tư ăn hàng, ăn bánh, chỉ có cơm, có gạo ăn là được rồi. Thấy bà Tư lúc nào cũng cười tươi hết á. Dạ. Thần ơi mà. Đi, có thằng đó, có thằng nhỏ đó. Dạ. Giờ đứa nào cũng buông cho mẹ nó nghèo khổ chết mà buông cho mẹ nó không chứ nó không theo cha. Những đau thì má ba nó đau, má nó dạ. Cũng dày la dữ lắm. Những người con trai của mình có những người con nhưng mà khi về là cũng không có thăm bà Tư, cũng không cho tiền bà Tư sao? Không cho bạc nào chứ. Dạ. Không nào giờ nó không có cho tiền cho bạc. Được mấy người cháu nội với bà Tư? 4 đứa lận. Là người nào cũng vậy chứ cũng nói chuyện với bà Tư. Con nhỏ gái 3 lận trai. Ở lòng tay bây giờ 18 tuổi chưa vợ, còn 3 lận kia có vợ có chồng hết rồi. Dạ. Mà tôi nói cho nghe. Nó vô tình dữ lắm, nó khi nào nó có hồi đó vợ nó còn ở ngoài Dương ngang tôi ra thăm nhỏ này nè. Dạ. Mà tôi ra tôi thăm nó thì nó ở bên trên nó đổi lên thăm nó, ở đây lạc vô tới nghĩa trang thăm nó thì vợ nó có cho tiền cho 500 đầu có cho 2 lần gì đó. Dạ. Cho nó tiền nó mới cho, nó không có tiền nó không làm chủ được, mà giờ có làm chủ cũng không cho. Tụi con quay video này lên nè, con trai của bà Tư có xem được đó, bà Tư có muốn nói gì với người con trai của mình không? Thôi nè, đừng làm phiền nó mấy câu, cái không, gì đâu tôi. Không dám làm phiền con luôn hả? Ừ, đưa tôi nói xấu nó này kia nè, khổ lắm, không biết chứ. Dạ. Mình sao, kiểu vậy đi. Giờ là lúc nào là mẹ cũng dành những cái tình thương đặc biệt cho con hết ha. Chứ bà Tư là con nó như vậy rồi. Giờ có nói gì thì nó cũng như vậy rồi. Chỉ trách cái số phận mình. Kiểu như không nhờ được con trai mà phải nhờ được con gái. Nó nói biết nhưng nó cũng khuyên hoài. Dạ. Okay. Tụi con nghĩ đâu không được rồi.
Dạ. Tụi con nghĩ là bà Tư cũng muốn nói nhiều lắm chứ, nhưng mà nãy giờ tụi con hỏi là bà Tư cũng gắng cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng nở nụ cười. Chứ mẹ nào mà không nhớ con, không thương con được. Nó đi vậy là mà ở đâu kệ, lắm là cũng điện về mẹ là khỏe không, mình còn biết nhiêu cũng hỏi gì, mình điện nó không bắt lấy. Ý là mình muốn điện hỏi thăm con thôi chứ không phải xin tiền xin bạc gì đâu. Làm mình đâu có cần xin tiền của con đâu. Hồi nào cũng có cho đâu xin. Dạ, có xin cũng không cho. Mình chỉ hỏi thăm coi con cháu mình nó làm ăn sao như thế nào thôi, mà điện ảnh không nghe máy á, bà Tư. Bắt máy, nhớ này điện mấy lần rồi đâu bắt máy đâu. Nãy bà Tư có nói là điện ảnh không nghe máy là anh nghĩ là chắc sợ bà Tư đau rồi mất công ảnh về hay sao. Bên đây tôi cũng nói vậy, nó con mẹ yếu lắm nha. Mấy bữa trước mà nó mới ra mới đi, nó tính mạng đâu đó. Tôi nói mẹ yếu lắm nha, con ghi trong số điện đang cho em con, đang mẹ có bệnh đoạn nhầm để con. Nó nói lần tí có đó, vậy thôi chứ. Yeah. Rồi tiếp nó cũng có điện mấy lần rồi mà nó không mất máy. Ý là bà Tư biết cái sức khỏe mình đã yếu, mình cho con cháu nó hay như vậy. Mà trước đây đó tới giờ mình có lỡ làm gì phật lòng con cháu không bà Tư? Dạ rồi, tôi vợ chồng nó đó. Chứ tôi chữa cái nhà này nước cắt cho nè. Che cái trời giữa mấy bà nó thở. Nhìn quên là che cao su không. Chắc là trước che cao su không. Em xả nó xuống tay vậy nó cắt cho cái nhà này nè. Vậy là hồi xưa là bà Tư là có một thời gian là ở chòi, ở tâm mà. Trời ơi, ở chỗ không nhà đó đó mà. Ở trên là biết mấy cái tiết cũ chuồng bò dở ra đó. Còn ở dưới là tôi lấy cái xu nó che vòng. Trên xã nó xuống, nguyện xuống vô, tớn buồn, nó kiếm, nó đi qua xong rồi nó cắt cái nhà này cho tôi nè. Người ta thấy khổ quá, người ta mới cắt được khổ, cho bà Tư được cái nhà tôn này nè, cô chú anh chị à. Chứ không phải là cái gông mà khóc đâu. Với gia đình tôi có thằng em cũng bị sĩ nữa. Yeah. Mà tôi sợ kìa mà tôi có bốn chị em, tôi cũng có bốn chị em mà thằng đó mình lên nữa, nó trai rồi nó như các bạn hy sinh. Yeah. Mà bây giờ là cái điều mong muốn lớn nhất của bà Tư là bà Tư mong muốn gì bà Tư? Điều mong muốn gì mới sao ơi, miễn sống có gạo ăn có tiền mà sao sống có đau có tiền mua thuốc uống được rồi. Hôm qua mà cậu mấy cậu cho 500 bạc luôn mới khoe của bà. Tôi có tiền đó mà. Dạ. Tiền đâu có anh. Cậu hôm qua có cho tôi 500. Hôm qua cũng cho tôi 500. Bánh này đã trời. Dạ. Ôi ơi, bây giờ mà ai mà cho mình có 500 ngàn mà mừng lắm hả Tư? Mừng dữ lắm cậu ơi. Mừng dữ lắm nha. Chứ không phải. Dạ. À, mà lúc mà không có tiền ai cho. Ngàn cũng mừng. Dạ. Còn tí tụi con hỗ trợ bà Tư. Bà Tư nghỉ lặt bông điên điển ngàn tầng lễ nha. Mình nghĩ mình dưỡng, mình ăn uống đồ tuần lễ đi. À, bỏ 2-3 ngày rồi bé nó không có, nó hư chứ. Ồ vậy hả bà Tư? Ừ, bà bé hoài đó. Nhỏ nó té xe bữa đó đi không nổi mà cũng phải bò ra bẻ chứ. Không hả bỏ này nó sao mình bỏ sao. Nó dợp cái chảy chứ mình bé không có. Ờ, à, cho là con gái của bà Tư thì bị té xe rồi, không có bộ bà Tư được. Té xe đó mặt ngoài xùm lum, mình mấy xùm lum đó. Cũng chạy đi bỏ bông điển trên chợ nè. Dạ. Nó chạy đâu lên trên kia, chó chạy ngang. Tránh không được. Tán chó mà té. À, đúng ra thì anh em mình sẽ vô trong đó để bắt chuyện và trò chuyện với đúng chị rồi, nữa rồi, nhưng đúng mà rồi. Dạ. Nhưng mà mình có nên không ta, tại vì nếu mà mình hỏi chị nữa cái rồi nhiều cảm xúc ồ về cái rồi con nhỏ này dạ. Thì nó hiền mà nó thương mẹ lắm mà nó dạ. Chồng vô phước nó ngay vậy. Chắc bà Tư cho phép anh em con tại vì cũng mưa tới á rồi bà Tư dẫn anh em con vô nhà để anh em con trò chuyện với lại chị vô nhà con tôi cũng không muốn dạ. Cậu mấy lại mới chồng cậu ngồi phía mời mấy cậu vô nhà chứ dạ. Đâu có dạ. Để mấy nào con vô cụ bà Tư vô nha rồi để con cầm cho. Anh em mưa tới rồi cũng hên ha, bà Tư vô nhà dạ. Cũng hên nãy tự nhiên cái mình chuẩn bị vô cái mưa luôn mưa bà nó theo nhà tình cầu hết vô nhà tôi nghỉ ngơi cũng nhà nước thông cảm được cái nhà làm vẻ gì thôi bà Tư ngày bà Tư đi rồi bà Tư không có mang dép gì chứ hả có dép kìa mà đi dép nó hay té là trời cái dốc nhiều bà Tư mới bò lên bà xuống vô bình thường bằng đêm gì sao đi bà Tư đi nè cái mình bò từ từ hả rồi ban đêm là chị về bà Tư xuống hả ờ đi có người gì nữa đi đây là cái căn nhà
tình thương của bà Tư nè, quý cô chú anh chị. Dạ, em chào chị nha. Chào chị. Dạ, dạ. Mới về hả chị? Dạ. Dạ, em chào chị nha. Dạ, tụi em cũng đến đây để tìm hiểu cái câu chuyện của bà Tư á. Nghe chùm sớm nói bà Tư là có cái biệt danh luôn ở đây là bà Tư cô đơn. Bây giờ là không có cô đơn nữa ha. Là chị về, chị ở với bà Tư được bao lâu rồi? Hai năm. À, 2 năm rồi. Dạ. Tụi em nghe cái câu chuyện mà bà Tư kể ha, mình kiểu giống như là đánh đổi hạnh phúc và giờ về ở với mẹ. Thật sự thì tụi em cũng rất là ngưỡng mộ chị. Đó. Thì chị về đây ở vậy rồi bên chồng mà có làm khó gì không? Không. Không ai làm khó hết, chỉ có ông chồng thôi. Dạ, ông chồng làm khó hả? Bên chồng cũng quậy hoài nhưng bây giờ ông cũng lơi rồi. Dạ. Tại vì thời gian đầu mà chị về là ông quậy hả chị? Thấy khắc phục mình không được á thì thôi ông cũng bỏ qua vậy đó. Dạ. Mà ông vui thì thôi, ông buồn thì cũng tới mình cũng nói này nói nọ vậy. Vậy là 2 năm nay ảnh có về đây để giống như là gây sự với mình không? Trong vòng 2 năm trở lại đây thì ông cũng tới, ông cũng này kia, nhưng mà mấy lần sau này thì ông tới, ông thăm con mình nhỏ xíu đó. Nghĩa là cũng quen không? Ở ngoài đường đó chứ không có vô nhà mình. Thì thôi, ông cũng thấy khắc phục không được, mình cũng quyết tâm vậy rồi, ông cũng không nói tới nữa. Nói chung là thương mẹ thì cũng phải, thương vợ thì cũng phải thương luôn mẹ chứ, giờ mẹ như vậy rồi. Chắc cũng còn một cái lý do gì đó mà anh không chấp nhận. Chắc là anh nặng cái người anh hai hay sao mà con bị trai không nuôi mà để con gái nuôi. Con trai không nuôi mà để con gái đi nuôi. Dạ. Yeah. Mà ông trách chị là cũng đúng chứ không có trai. Trai thì con mẹ, con gái thì nó cũng bổng phẩm. Nhưng mà nói ngay mình đi nuôi đây chứ không có lấy tiền của chồng một bạc nào để nuôi hết. Được như vậy đó, không có một bạc. Cái là chị... Tự cái bản thân mình kiếm tiền để nuôi đó thôi. Chứ không có lấy tiền của vợ chồng làm chung hay gì hết. Vậy là chút lúc mà chị về đây thì cũng mẹ con rồi đều vòng về đây rồi ở thôi. Cũng đi Bình Dương á, cũng mấy năm á. À, là Bình Dương rồi nữa. Cuối cùng mới ổng cũng quậy đó. Rồi mình thấy không có ở ổn được. Ổng quay đầu trở về đây. Quậy là sao chị, ổng ghen á là sao? Mình không biết. Làm gì ghen, nhỏ này nó. Chứ mình đi ra mình cũng có cháu chồng, em chồng cũng măng gần gũi đó. Chứ không phải mình đi một mình mà để ghen. Thì em chồng cháu chồng đều cũng biết gành mình hết. Ví dụ là cái tính tình ảnh hơi khó chịu chút xíu. Cộng thêm là chị lo cho mẹ nhiều hơn nên ảnh thấy bực bội. Thì có thôi chứ, năm gây tắm đó chứ không thôi cũng không có. Thế nhưng mà không muốn cho bà già ở chung gì thôi. Dạ, không muốn cho mẹ ở chung. Mà mẹ vợ cũng như mẹ mình mà, có gì đâu. Anh Dương nhớ con quá ra thăm, nó cũng ở trọ, chỗ mướn mà nó không đuổi được. Tôi nói chỗ mướn, chỗ mướn cho đâu có trọ, con ở nhà mày đó, cái chỗ mướn. Mà ý là xưa là bà Tư có lên trên nó ở luôn hả chị? Có lên mà ở thăm, nhớ con quá là nhớ cháu lên thăm mình về. Ngày xưa bà còn giữ mấy đứa nhỏ, chứ bây giờ đi hết rồi. Mà ghê đuổi, sao giống trong phim quá vậy? Cầu cấp mà giữ con không có đuổi nha, nhưng bây giờ không còn bằng được nữa. Không phải mình nói yên câu hủ vàng chứ. Đuổi. Lúc bằng được á thì không có đuổi đâu nha. Đâu trả lời cho anh to trò, nhà trò sao đó nhà mày không phải đuổi. Gì rồi. Nó nói mà cười ngắt gì. Ý là nói thẳng với bà Tư như vậy luôn. Kêu bà Tư về đi, ở đây không có chứa. Trước kia là hai đứa nhỏ, hai đứa lớn á. Thì là một tay má giữ không. Dạ. Đoạn mình đi mằn đó. Cho vợ chồng đi mằn. Chứ đâu có ai đâu giữ. Lúc đó là bà Tư thấy điện điển chưa bà Tư? Chưa có đâu, không anh điện đưa đưa. Từ khi bị ghẻ, gọi ghẻ điện điển mới về giận là chồng điện điển hát luôn. Chồng điện hát luôn. Đúng, đúng câu ghẻ điện điển luôn ha. Câu ghẻ điện điển. Thật ra nên hát kêu bà Tư, con đơn kêu bà Tư điện. Kêu bà Tư điện điển. Dạ. Mặc dù cuộc sống như vậy, nhưng mà bà Tư vẫn vui vẻ của chúng chị. Nói chung là cái tuổi này mà mình cũng không muốn cho bà Tư buồn nhiều. Rồi, 80 mấy tuổi rồi. Mấy cậu nghe. Dạ. Con mình sao thì nó không để trong bụng chứ đâu. Buồn cũng đâu nói ra đâu. Dạ. Nói ra thì là người ta lại cười chê mình là có mấy cậu thì tôi tâm sự thôi. Nhiều khi anh nói mình sợ như bà già rồi, bà sốc rồi, bà bệnh rồi, sốc rồi.
ra đi không chừng. Mình ra mình sợ vậy đó, thôi mình cũng quyết định thôi cho bà thông thả. Cứ kệ đi. Hai mình cũng chọn một thôi. Chứ sống chung bạn hại thì nó ngay không ai chăm sóc, nó mai bỏ tôi có một đêm mà mình ngủ người ta ngủ ai làm được bị hay mình. Chợm sớm thì ta lo phần nào thôi chứ người ta đâu có lo. Còn ngày thì lao ốm thì nó ngày ta cũng bỏ lời bỏ. Thì anh cũng nói lên câu đó luôn anh chị. Một là chồng mẹ, hai là chồng chồng ha. Không, bỏ không nói. Cái đó là chị nói thật. Thế là chị sợ cái lúc mà tối lửa lắc đèn á, không có ai ở đây á, tư ngủ một mình á. Ở nhà mình là có hai anh em hết chị. Vậy là anh hai chị là cũng lớn tuổi rồi chứ hả? Tuổi mèo cũng năm mấy. Năm mấy rồi cũng lớn rồi, chứ đâu phải còn nhỏ mà không biết cha thì cho mình. Hồi đó, dạ, nó còn cháu thừa, cháu chắc không có mình. Dạ. Nói chung ảnh là bất hiếu. Chứng dạ hồi giờ giờ anh chết mà nó bất hiếu hơn đó nữa. Trời. Giờ lúc đó là mình nghĩ là tại con dâu mình nó khắt khe quá. Cuối cùng là con dâu mất rồi mà ảnh cũng hơn như lúc trước nữa. Mình nghĩ là chắc bà Tư nghĩ là chắc tại bà mình vô phước. Vô phước thôi. Dạ. Còn nghĩ sao? Không có quan tâm, nói chung là không có quan tâm chút nào là cái tiếng kêu mẹ vậy thôi chứ là trong lòng chắc không có mẹ. Rồi khi ảnh về ảnh có tới lui bên đây không chị? Cũng qua lại, có khi cũng đi qua đi lại. Mà ổng về thì ổng về bữa tháng nay ổng cũng đi à. Bữa giờ anh thấy không có đồ đạc gì ở nhà mà ảnh đâu. Lúc đó là có chị ở đây chưa, là ảnh về anh cũng đi hay là không ở với sắp mẹ? Sắp về đây 2 năm nay là về được đó, về làm. Nhưng mà về công chuyện giấy tờ vậy thôi nha. Đi làm giấy làm tờ. Một lần chưa có nhỏ này tôi ở đây có mình nên tôi, nó không qua đây đâu. Tôi nhờ các nhà này, nhờ cái trời tôi. Nhưng mà cái trời chỗ đó nè mà nó chịu kêu chu không mà. Ở trên quyền xuống. Dạ, rồi con cháu đồ của bên bên ảnh thì có giống như về nội đồ này kia không chị? Bà ngoại nó chết thì nó có về mấy lần, nó xuống nó thăm bạn. Năm giỗ, giỗ năm ngoại rồi. Chứ bình thường nó không có về thăm đâu. À. Chung như có dịp gì đó thì ghé gì về nó thăm. Có khi không lắm, năm giỗ nó một lần gì ngoại nó chứ. Có khi ghé, có khi cũng không có ghé. Nói bao lần nó mới xuống thăm lần, chứ mới về lần nào cũng xuống thăm. Như trong lòng của bà Tư là chắc nghĩ con mình, cháu mình nó bận cái công việc cho nên nó không thăm mình. Nó nghèo đó là nó không có trách. Dạ. Cái nó cũng muốn không thê nữa mà không có trách, nít tôi không trách. Mình không trách nhưng mà mình buồn. Tại vì nãy giờ bà Tư rơi nước mắt nè của chúng chị. Mình chỉ buồn thôi chứ nó trách ra giờ trách ai giờ, thà trách mình sướng hơn. Tại vì con mình tạo ra mà. Tại không có chuyện với nó. Dạ. Nó không quan tâm. Cái này thì mình chỉ thấy ở đây thôi cô chú anh chị, chứ cái công việc của ảnh nói cho cô chú anh chị hiểu là có khi ảnh cũng bận rộn rồi. Bận công chuyện bây giờ cũng như mình mướt mà hồ vậy đâu á. Lúc chưa vợ thì sao chị? Lúc chưa vợ ảnh sống với mẹ con như thế nào, gia đình như thế nào? Gia đình tôi hai chồng nói chung là bất hiếu. Con một mình nó con trai, nhỏ điện gái nó mình nó con trai. Không có hiếu hạnh. Hơn ngọt hơn ngà mà nuôi nó cũng như trứng mỏng mà nó lớn lên. Bả có thằng trai bất cưng cỡ nào đó mà đối với bả mà cũng như ăn lại cha không bá, có gì để cha không, không có mần gì mà đi cắt cho mẹ công lúa. Không có. Từ cái món ăn hay từ cái gì đó là cũng không có quan tâm tới. Bởi vì nãy bà Tư buồn mà Tư đọc một bài thơ mà có lẽ là bà Tư không muốn đọc thêm nữa. Là uổng công suốt tép nuôi cò hả bà Tư? Cò ăn cò lớn, giờ cò có giò cò nó bay. Nó cũng có con rồi nữa, nó đói cha mẹ sao nữa con. Còn tôi thì đó nha. Ba thằng trai. Tôi nhớ tôi tức đó tôi. Có bà mẹ mà tôi có hiếu với mẹ dữ chăng, sao tôi khổ. Không phải đâu bà Tư, bây giờ có chị thứ ba đây nè, chị lo chị trả hiếu cho bà Tư. Chắc như vậy là anh em xong buồn cho chị đó, anh ta khuyên tôi nói cái số chứ không phải là mình không phải muốn gì mà được. Tại cái số mình không có nhờ được con trai chứ không phải là hồi đó mình ở sao mà bây giờ mình như vậy. Con trai ổng 18 tuổi tới giờ là không có nhờ cái gì đó. Còn còn báo bà thêm báo có mặn được tiền ha, mượn mà cũng đâu có trả. Các nhà lắm mượn tôi mình nước cho rồi tiền không cho bà già bằng cơm cảnh có tiền cảnh. Để dành đi trồng chuối thì ăn từ chuối bắp để chuối mượn chứ mất trả. Tôi đây sống nhờ ba chuối, con gái tôi ở ngoài thì
tôi nhờ ba chuối không? Lúc mà chị ba này chưa về là bà Tư bán chuối đồ sống qua ngày, với ở đây được địa phương với địa phương bà con ta thương. Này, ta chợ trong cá đồ gì ta cho, rồi ta cho gạo đồ, làm sớm cũng thương tôi lắm. Dài tới mà kia, tuốt mà kia ta còn đem cho ta cho. Thì nói chung là mình không nhờ được con trai, nhưng mà đổi lại thì cũng được có cô con gái và với bà con xóm ghiền đây ta cũng thương. Dạ. Cuộc đời mà thì bao nhiêu phải hết xóm trần thú ổng trai chú mất nằm hết chứ. Dạ. Thì qua video này con cũng hy vọng là anh trai anh xem được, anh suy nghĩ lại vì cha mẹ dù gì cũng cha mẹ. Bây giờ bà Tư 80 mấy tuổi rồi, bây giờ cũng nhìn được bao lâu nữa đâu. Một ngày nào đó thì bà Tư cũng theo ông, theo bà. Xem được, nó nghĩ lại nó nên bắt đầu chữ tôi, nó sống đó. Không phải chữ đâu, con hy vọng là tôi ảnh sẽ về thăm bà Tư. Tại vì ảnh cũng lớn rồi chứ không phải như tuổi trẻ nữa. Để suy nghĩ lại. Tư là sợ đăng video này lên đó là ảnh chú không xem được á. Xem được chắc ông nói này nói kia. Dạ. Nhưng mà nãy giờ thì bà Tư đâu á. Tại nãy giờ bà Tư đâu có nói câu nào mà để ấy đâu. Tại vì mình nghĩ là ảnh làm thì ảnh biết. Dạ. Mình, trừ khi mình đừng làm đi, người ta không biết thôi. Mình chỉ hy vọng là ảnh về ảnh thăm bà Tư thôi, bà Tư đỡ nhớ thôi. Chứ khi mình nhắc tới ảnh là nãy giờ bà Tư con là con cũng không sợ gì, cái gì chẳng có ai nuôi má hết. Bà Tư rất là thương con trai, rất nhớ con trai. Nói về ảnh thì bà Tư xúc động cô chú chị. Cho nên mấy anh em chỉ hy vọng ảnh xem được video và ảnh về thăm bà Tư thôi, chứ không phải là nói lên là để ảnh về ảnh gây sự với gia đình. Chúng chắc là những lời nghe điện bản phải điện thì nó cũng nghe tôi coi nha, mà giờ mình bắt đầu rồi. Dạ. Không bắt hả? Tụi con hy vọng ngày tới thì ảnh sẽ về thăm bà Tư cho bà Tư đỡ nhớ. Thà không có số điện, có số điện mà thôi vài ba tháng mình điện mình làm bộ mình nói chơi một tiếng đi. Mình cũng hỏi ngày mình cũng điện người này người kia mà. Dạ. Nó thôi má làm sao rồi, không bao giờ đâu. Bà Tư cũng đừng buồn nữa. Khi anh xem được video này anh sẽ về thăm bà Tư đó. Về hai mẹ con gặp nhau rồi tâm sự. Anh về má không mừng lắm nha, bà cưng đúng lắm mà. Dạ. Để có thằng con trai nè. Con trai mà. Về cưng nè. Cưng lắm. Dạ. Nói gì giận nói gì chứ gặp ổng mà mừng lắm. Gặp ảnh là quên hết trơn ha, quên ảnh có mượn nợ bao nhiêu cũng bỏ qua hết ha. Đó giờ thấy con nó đi mừng mất đây sắp có đâu trả mình, tôi không mở miệng rời biết nào đâu. Dạ. Mà nó má cho má trăm bạc được không? Có ghi nợ, về thì ghi nợ, về ghi nợ. Dạ. Về thì đói là khổ. Về cái cha con mà cha con không có gạo ăn đói. Mình đâu nói gì, đâu có mua gấu đầu, gạo gấu đầu với ta, mình mua ta được, mình mở mốt, mình kia mua giùm trong bao gạo, giật đi luôn, không trả ta. 803 nè. Rồi bà Tư trả. Tôi đâu có tiền, không trả, tôi khổ, mình chết, tiền không trả. Tính là bà Tư ra trả. Trong gắn, trong năn nỉ, trong nói giờ, để cặp máu đòi nói cho tôi, tôi khổ lắm, muốn tiền. Tuổi già nhà nước cho thì ngày đưa tính ra 12 ngàn. 12 ngàn đó là làm gì, tiền đâu trả. Dạ, đúng mình nên trả. Ăn được có 360, một tháng rồi, được 360 mà. Dạ. Tuổi già đó. Thôi bỏ qua chuyện buồn đi, hy vọng từ đêm tới thì mình sống vui sống khỏe với con cháu. Ai quan tâm thì mình quan tâm lại. Ví dụ như chị ba đây nè, chỉ về đây chỉ lo cho bà Tư rồi, cũng có cháu ngoại rồi đỡ buồn chút xíu. Dạ. Hôm nay con tới đây thì cũng thay mặt cô Hồng Nguyễn, cô Ngọc Đại và cô Diệu Thanh ở bên Mỹ. Bên Mỹ nữa, có bên Mỹ nữa. Có bên Mỹ luôn. Sắp mời cô ba nó cũng lợi con Hồng, con nói con giật mình. Trời ơi, cái này lên mạng còn dữ chờ. Không gì đâu mà, trong nhiều tiếng á. Ủa, tôi mận gì đâu, tôi có tội gì đâu, lên mạng trời. Không phải có tội mới lên mạng. Hãy thấy bà Tư ở đây là bà Tư hái bông điên điển. Chết rồi, tao trên TV có tao. Nổi tiếng rồi. Bà Tư là đi đủ nước hết rồi đó. Nước nào cũng có hết. Vậy hả? Mỹ, Canada, rồi Nhật, rồi Ấn Độ, rồi là đủ hết người ta thấy bà Tư hết trơn à. Dạ, bây giờ, bây giờ ở đâu tao cũng biết bà không phải bà Tư cô đơn nữa. Bà Tư điên điển, con rể điên điển. Bà Tư điên điển, con rể điên điển. Con rể điên điển mà tới đây hỏi thăm má. Rồi lỡ mà mốt rể điên điển nó về nó chắc rồi sao bà Tư?
Trời ơi, nó về đây nó mới tư má mới gì hay gì đứng ngoài đường không vô nhà luôn. Không đưa con ra lấy đồ ra bận cha con tha đi tiền nợ lên cha đã đem lại đưa danh xá nó bỏ ngoài đó không có nói không có vô nhà tôi mời cho con vô nhà con kêu luôn kêu mà không vô, vô nhà không vô. Dạ thì hôm nay con tới đây cũng thay mặt cô Hồng Nguyễn, cô Diệu Thanh và cô Ngọc Đại gửi cho bà Tư 1 triệu để nghỉ bẻ điểm điểm vài bữa nha. Nghỉ bẻ còn nó chết điểm nữa. Còn nó chết luôn mà. Gần 70kg điện điện á. Đây là một gần 70kg điện điện á. 200 nữa là 300. 200 nữa là 500. Đây 500 nữa là 1 triệu. Cái lắm đen này tôi sợ muốn chết, tôi sợ. Sao vậy? Mà trong có ai vô lắm này tôi sợ tôi lộn lắm đấy hai. Sợ tao không có tiền thối mình hả? Không có, chơi lộn luôn, ta nói 20 ngàn. Cái này là của cô Hồng Nguyễn, cô Diệu Thanh và cô Ngọc Đại ở bên Mỹ. Mỹ ha. Dạ. Bà tôi gửi lời cảm ơn ba cô bên đó nha. Gửi lời cảm ơn ba cô. Tôi mừng dữ lắm rồi. Nhờ mấy cô cho tôi tiền để tôi ăn, tôi sống, tôi mừng lắm rồi mấy cô ơi. Này được nhiêu cái điện điển nha bà tôi? Bộ mà. 25 ngàn hả mọi người, tới 40. Hơn 70 cỡ 70 ký bà Tư. 25 ngàn, chục ký là 250. Mấy cậu dạ rồi, con chúc bà Tư nhiều sức khỏe nha. Thôi, dạ rồi. Chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Chúc bà Tư nhiều sức khỏe nha. Anh em con chúc cho bà Tư nhiều sức khỏe. May mắn sắp tới thì hy vọng gửi điện điển với con trai về thăm con trai đu đủ về thăm bà Tư nha. Dạ. Buồn nữa nghe. Dạ cố gắng cười bà Tư đừng khóc nha. Mình bắt cái này mình được cái kia, có bà con sống viền thương mình là được rồi. Con dễ giống đâu con trai mình dớt đây, hắn dớt luôn bỏ. Bỏ luôn.